Ồ, xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ gì cài cái server MQTT. Sau khi chúng ta cài cái server MQTT xong đúng không? Thì chúng ta sẽ tiến hành thiết kế cái giao diện website trên Node.js ha. Đó. Đầu tiên là chúng ta phải dò được cái IP của repository mình đúng không đó? Hiện tại thì con repository của anh đã cắm vào trong cái mạng LAN cùng với cái mạng LAN của con PC đúng không? Thì bây giờ nhiệm vụ của anh là sẽ dò IP của nó đúng không? Chúng ta sẽ mở cái phần mềm này đó nè. Phần mềm là gì? IP scan đúng không? Avanci IP scanner đúng không? Đó. Và trước hết mình muốn cái scan IP, chúng ta phải tìm cái IP của máy tính mình đúng không? Mình click vào Windows, mình chọn gõ CMD đúng không? Mình gõ chữ gì đây ha? Mình gõ chữ là tắt đi ha. Chúng ta sẽ gõ chữ là gì? IP config đúng không? Đó ha. Đó. Mình sẽ biết được IP của máy tính mình đúng không? Nó là gì? 192.168.88.254 đúng không? Đó. Thì vào đây chúng mình sẽ gõ là .88.1 đúng không? Đó ha. Đúng chưa? Đó ha. Ở nôm na là gì? Nôm na là chúng ta sẽ lấy ba số đầu đúng không? Đó. Nôm na IP là mình lấy ba số đầu đúng chưa? Đó và cái số cuối mình là kết thúc 254, nhớ. Mình lấy ba số đầu này đúng không? Kết thúc là sẽ là 254 đúng không? Đó. IP thì bao nhiêu cũng không được ha. Nôm na là mình sẽ search cái thiết bị trong mạng LAN đúng không? Đó, ok. Cái số sau cùng mình làm cho số 1 ha, cuối cùng 254 ha. 254 là cái lớp mạng của mình nó như vậy ha. Tại vì cái máy của mình nó là 254 chứ thật sự có những máy là nó số khác ha. Đó, mình coi thử là trong cái mạng LAN của mình á thì cái IP của mắt con Raspberry mình là bao nhiêu ha. Bạn xem ha. Mình sẽ làm một cái file Word ha. Đây. Mình sẽ làm một cái file hướng dẫn nè. Ok đây, đó. Mình sẽ tạo một cái file note ha, mình tạo một cái note ha. Ok. Mình tạo một cái file note mình làm mình ok. Hướng dẫn ha. Ok, đó. Mình mở nó bằng cái phần mềm này nha. Ha. Mình dùng ta sẽ dùng cái phần mềm là gì? Ok. Đây. Note từ phần mềm này nha các bạn ha. Một gì dùng phần mềm gì ha, đó, dùng phần mềm ha, phần mềm AD Fancy đúng không? IP scanner đúng không? Ok đó. IP scanner rồi ha, rồi ha. Mình thấy library của mình là gì đây, .253 đúng không? Ok. Mình xem thứ nó ra chưa ra. Ok, mình chặt lại coi. Scan lại coi ha. Đấy là những cái hình nào mà có dấu màu xanh lá cây đúng không? Là dày này, xanh da trời này là mình online đúng không? Mời rất là offline để mình kiểm tra sẽ cấp thử nha.
Để anh đi kiểm tra sợi cáp mạng tí nha. Rồi ok. Cái sợi cáp mạng nó không có vào được thì bây giờ thôi mình kiểm tra cái mình dùng cái IP wifi, mình dùng thông qua wifi nha. Đó. Anh muốn cắm vào sợi cáp mạng cho nó mạnh hơn. Tại vì cái laptop anh là laptop bàn. Cái mà, sorry các bạn là máy tính bàn, mà máy tính bàn dùng thông qua cả wifi nó yếu. Thì thôi bây giờ anh dùng wifi ha. Đó, để anh bắt wifi ha. Đó. Thì anh muốn tìm lại IP đúng không? Đó từ từ. Để khi nào bắt wifi thành công nha. Rồi ha, ok ha. Bây giờ anh tìm lại IP của anh đây ha. Ok. IP wifi của anh chính là 17 đúng không? 17.1 đúng không? 1.17 thì ở đây là mình thử lại là 1 đúng không? Ok. Đó, ok, mình search lại thử ha. Như ta đợi nó sẽ kênh các bạn ha. Các bạn thấy trong này có chữ Raspberry, tuy nhiên mà nó là màu đỏ đúng không, nó màu đen không được, mình phải kiếm cái này màu xanh đúng không ha. Để kia nó có cái màu xanh thôi, nó chấm 20 này. Ngày xưa mình ping thôi, mình ping ping tới địa chỉ thôi đó. Những cái này màu xanh mới được các bạn ha, màu xanh đâu. Ở Raspberry có không? Raspberry có không? Ủa Raspberry không có ESP ha, 10.4 này. Raspberry không có đâu. Mình có một cái chấm Raspberry, cái này có ghi Raspberry này, 10 rấp này, đó 1.20 này, bình thôi. 192.1, 68.1, 20 đúng không? Đúng không? Là một mình không tới đúng không? Mình không tới đó. Nếu pin không tới này mình kiểm tra lại thì nhớ thử ha. Đâu đi coi thêm. Có thể nhớ có bị lỏng không? Để anh rút thì nhớ anh kém lại ha. Kiểm tra sợi cáp cấp nguồn nó có ổn định không ha? Kiểm tra sợi cáp cấp nguồn của Raspberry ha. Rồi nha, do cái sợi cáp mạng của anh nó bị hỏng á, anh cắm sợi cáp mạng vào chúng ta thấy là gì ha. IP ở đây là chính là gì, màu xanh, là nhớ là có màu xanh da trời đó ha. Đó xanh này, đó cái Raspberry folder đúng không, đó IP là .253 đúng không. Và chúng ta vào ha, remote desktop ha, .88 đúng không, .253 đúng chưa. Ok, chúng ta vào đúng mật khẩu là lúc mà cài đặt Raspberry là gì vậy, thì chúng ta đi nhập vào đây ha. Đó ok, chúng ta đăng nhập vào đúng chưa. Đó, sau khi chúng ta đăng nhập vào thì chúng ta sẽ tiến hành là gì, mà chúng ta sẽ tiến hành cài cái câu lệnh là cài cái server MQTT đúng không ha. Ok ha, các bạn vào đây các bạn gõ cho anh ha, mở lên ha. Đó gì là gì, cài đặt gì đây, bọn MQTT đúng không, đó ha, Raspberry đúng không. Mình vào đây, ở trang trên cái trang auno.vn này nó rất là tin cậy chính xác à. Thì bây giờ anh thử nhận bằng cài nha, anh làm tại vì nó anh làm sẵn các bạn ha. Đầu tiên chúng ta đầu tiên ha. Tiếp theo là mình gì ta? Login vào gì? Login vào gì ha? Login vào login Raspberry đúng chưa? Ok. Tiếp theo mình làm gì đây? Mình sẽ là gì? Cài đặt cái server MQTT đúng không? Trên gì đây? Trên Raspberry đúng không? Ok. Đầu tiên các bạn chạy lệnh cho anh, đầu tiên các bạn chạy cái lệnh này nha. Ok. Đó. Chạy cái lệnh này đúng không? Đó, các bạn copy cái lệnh này, các bạn vào đây. Các bạn mở cái bạn gõ cmd đúng không? Đó ha. Báo vào đúng không? Đó, tại của anh chạy rồi nó rất là nhanh đúng không? Ok. Anh chạy rồi nó báo là gì? Ok đúng không? Đó. Tiếp theo mình chạy lệnh gì nữa? Ok, sudo đây ha. Tiếp theo mình chạy lần này nha. Ok. Ok đúng không? Tiếp theo mình chạy lần này đúng chưa? Đó, ok. Ok đúng không? Rồi ha. Anh tải cả chạy xong rồi đúng không? Rồi. Đó, tiếp theo chúng ta làm đây. Copy nha. Copy cái lần này đúng không? Tiếp theo dùng lần này. Ok. Đó đúng không? Đó mình cũng dán này đúng không? Mình dán vào. Ok. Enter đúng chưa? Đó ha. Nó sẽ lên một cái như thế này đúng không? Lên một cái như thế này. Đó. Giả sử gì đúng không, ta xóa đúng không, ta muốn xóa làm sao,
mình đưa con chuột tới đây đúng không, mình bấm nút bắt sẽ bay nó vừa đúng không, đó mình bấm nút bắt sẽ bay ra trở về nó xóa hiểu không, đó, nó xóa thôi là nó bây giờ bấm xóa đúng không, xóa được đó, dù xóa đi ha. Ok bấm bấm nút bắt sẽ bay xóa đúng giờ, ok là đi đấy, chúng ta sẽ copy nguyên cái đoạn này đúng giờ, copy nguyên cái đoạn này, ok copy cái đoạn này đúng không, và copy đoạn này đúng giờ, ok copy nguyên đoạn này đúng chưa, đúng không đó, copy nguyên đoạn này đúng chưa, rồi ha, copy nguyên đoạn này đúng chưa, ok mình dán vào đúng chưa, ở đây mình dán vào Ctrl B đúng không, bấm Ctrl X nha, Ctrl X nha, sau đó bấm gì đây, bấm bấm gì, bấm vô bấm gì, Ctrl cộng X đúng chưa, bấm Ctrl X nha, click chuột ở đây luôn, nếu chuột còn này bấm Ctrl X này, bỏ, sau đó bấm Y đúng không, đó, bấm y rồi sẽ đóng gì đó, bấm y đúng không, rồi sẽ đó gì đó ha, bấm enter đúng không, ok bấm x bấm y đúng chưa, y y đúng không, bấm enter đó. Mình bấm 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 mũi tên với mũi tên lên đúng không, bấm với mũi tên lên à, đó mình coi thấy bấm mũi tên lên thì nó có lệnh cũ đúng không, mình coi thấy là nó có chưa, mình coi à, ok rồi ha, bấm Ctrl X thoát ra đúng không, ok rồi ha, à, ok đúng không, bây giờ chúng ta sẽ thiết lập cài được cái password đúng không, bây giờ sẽ bây giờ chúng ta chạy chạy lại cái lệnh này đúng không, đã copy lệnh này đó. Ok ha, chúng ta sẽ cài gì đây, tiếp theo là gì đây, mình cài gì, ở đây là mình cài gì ha, mình cài bus cho server MVTT đúng chưa, MVTT ok đó, mình chạy lệnh này đúng không, ok mình chạy cái lệnh này đúng không, ở đây ha, đó bắt buộc là đúng chưa, ở đây có đặt đặt tên gì đây ha, mình cài user bắt buộc đúng không, đầu tiên mình đặt tên username đúng không, ví dụ giả sử IoT chẳng hạn, IoT vậy vậy IoT hấp nhỉ, ok đúng không, đó mình đặt tên xong đúng không, mình đặt tên đúng không, đó mình copy lệnh này bỏ vào đúng chưa, bỏ vào nha, đó ha, cái khúc này chính là đó, ok đúng không, tại vì anh đã tạo rồi đúng không, anh đây anh đã có sẵn server rồi đúng không, thì anh không cần cài nữa nha, ok rồi bấm xong bấm enter đúng không, à, tiếp theo là gì đây, à, tiếp theo là gì đây ha, à, ok khi mà chúng ta chạy lệnh lúc nãy đúng không, là nó bị chúng ta nhập password thì cứ nhập ha, đó nhớ password là chúng ta lưu ý nha, không sao kẻ đúng không, rồi ha, à, sau khi chúng ta đã cài xong đúng không, à, chúng ta đã cài xong rồi thì chúng ta cài phần mềm gì đây, à, chúng ta cài một phần mềm chúng ta coi thử đúng không, các bạn cài cho anh phần mềm gì đây ha, đó nhớ là gì, nó có không đó có nhập bắt buộc nhập pass đúng không, đó, nhập pass luôn rồi. Ok ok đúng không, rồi tiếp theo là ok đây, à, là kiểm tra cái gì server gì MQTT đúng không, rồi ok chưa, ok ha, để kiểm tra cái server MQTT thì chúng ta dùng phần mềm gì ra, MQTT Explorer đúng không, đó đó dùng phần mềm gì đây ha, nó là phần mềm okay. Sử dụng gì phần mềm bị MQTT đúng không, đó ES và lo ra đúng không, ok chưa, cái link là cái link ha, mình lên mạng mình gõ gì đây ha, mình gõ phần mềm đúng không, đây ha MQTT ES và lo ra đúng chưa, ok đó thì nó sẽ ra một cái đường dẫn cho chúng ta click ra đúng không, đó nó có là đầu tiên đúng không ha, đó mình click vào trong cái chỗ rồi mình chọn gì Windows mà chọn là installer đúng không, ok để link cho các bạn luôn ha, ok rồi ha, bây giờ mình cái IP này chúng ta là IP này mình nhập như đây 253 đúng không, 88253 đúng không, ok thì bây giờ anh đi nhập vào đúng không, IP của anh đúng không, nhớ ta chọn gì đây test IP đúng không, đó 88253 đúng chưa, đó tại vì server anh đã khởi tạo trước đúng chưa, mình sẽ có là gì đây, cái tên cái server địa chỉ của server MQTT là cái bọt của mình là mặc định của nó là chính là 1883 đúng không, username mình tạo lúc nãy bắt gọi đúng không, bấm connect ok, nếu nó vào như thế này á là đã connect thành công đúng không, nếu đã vào như thế này á là chứng tỏ chúng ta đã connect thành công, ok ha, đó như vậy là chúng ta đã cài được cái server MQTT đúng không, đó, tiếp theo chúng ta sẽ cài Node.js đúng không, đó đó tiếp theo chúng ta sẽ cài gì đây, cài Node.js đúng chưa, Node.js ok đó. Thì đơn giản thôi là bạn gọi là gì, Node.js install Node.js ha, Node.js
Raspberry đúng không? Raspberry hiện nó có đây hả? Đó nó ra nguyên một kích đây ha, đó là mình Raspberry đúng không? Orange on on Raspberry đúng không? Ok, mình kiếm cái trang nó đúng không? Đây, click vào chỗ nó ra đúng chưa? Đó, đi vào trang này. Đó, ok. Mở đến trang này đúng không? Ok đúng chưa? Rồi ha. Thì chúng ta sẽ đây. Mình copy đúng không? Mình vào chỗ đây. À, mình vào chỗ đây đúng mình chọn gì đây ha? Mình chọn của mình là gì đây? Ok. À, không khỏi này, bỏ đi ha. Note mà đây nó có chữ domain nữa là hàng quân sau rồi copy để cái link cho bạn ha. Đó ok link này chính xác nha. Đó ok chưa các bạn click vào cái link này đúng không các bạn copy cho anh copy cái này nha copy đầu lệnh này nha. Đó copy ha. Đó, copy à, dán vào gì cmd đúng không dán vào gì đây ok cái đây đúng không đó ok đó ha mình copy cái lệnh này đúng không mình dán ở đây ha vào đây ha mình dán ở đây đúng không ok à, sẽ bấm enter đúng không là chạy đúng không tại anh đã cài sẵn rồi đúng không cần thiết đúng chưa ok à, sau khi các bạn cài xong đúng không thì các bạn vào đâu đây vào vô ra vào trong chỗ cái ra của chúng ta đúng chưa đó tắt đi vào chỗ phần program vào chỗ cái dấu cái hình cái gì đây à, đây đây rồi hình cái ra đúng không đó chọn vào chỗ nó red đúng không bấm nó red sạch bấm vô biểu tượng nó red đó nó chạy như thế này là đã là ok đúng chưa nó chạy được như thế này á là chúng ta để ok đợi một xíu à đợi một xíu đúng chưa đó chúng ta lên cái trình duyệt của mình đúng không đó mình gõ gì đây 192.168 đúng không à trình duyệt mình là gì đây địa chỉ IP bao nhiêu đây nó là 253 đúng chưa 88253 88 đúng không chấm 253 đúng chưa bấm 2.1880 bấm enter đúng chưa nó ra được cái giao diện của Node.js ha và từ bây giờ chúng ta sẽ làm việc trên cái giao diện Node.js này đúng chưa ha rồi nó sẽ làm việc trên cái giao diện Node.js này đó các bạn bấm vào một cái dấu cộng này đúng không mà định vào nó sẽ là vào lau chặt một đúng không bây giờ mình sẽ bấm vào dấu cộng này đúng chưa ok ha rồi và chúng ta sẽ khởi tạo một cái dự án mới ha đó giả sử như bây giờ chúng ta muốn hiển thị hai khu vực đúng không đó, chúng ta sẽ làm gì đây à, mình sẽ kéo một đối tượng là gì à, MVTT đúng không mình có là led đúng không mình đầu tiên chúng ta vào đây vào kích đầu dấu này nha biểu tượng này ha biểu tượng này đó các bạn chọn màu cho cái mục là gì manager by led cho anh nha đó các bạn đi đến cái mục Node.js các bạn click vào đây các bạn chọn anh là gì là Node.js dashboard đúng không ok nó có không có bấm vào trong cái biểu tượng này ha đó bấm dashboard cho anh ha ok thì mình sẽ có được cái biểu tượng là gì Node.js dashboard đúng không ha nó rất là dashboard đúng không đó ha bạn thấy không ở trong installer nó có nếu nó có chữ này rồi ok nó có nó rất là dashboard đúng không đã installer đã đặt thành công rồi ok đúng không thì chúng ta à, không cần đặt nữa nha nếu chưa có là nếu chưa có thì chúng ta cài đặt ha đã, nó dashboard mình đã cài đặt rồi đúng không đó, in view là sử dụng ha rồi thôi mình không cần đặt nữa. Bây giờ mình thiết kế hai khu vực ha à, chúng ta sẽ kéo một cái đối tượng là button kéo ra đúng không nó có rất nhiều đối tượng ha mình chỉ hướng dẫn các bạn thiết kế à, ví dụ giả sử như bây giờ chúng ta cần một đối tượng là cái đèn đúng không và switch đúng không ok mình sẽ lấy tín hiệu từ đâu à, từ cái server MVT mình trở về đúng không mình bấm server bấm chọn là kéo chọn gì MVT in đúng không đó mình lấy dữ liệu từ MVT về đúng chưa click vào đây ok đúng không đó à, rồi ha có nghĩa hôm nay là mình sẽ rồi ok bấm click vào trong game chúng ta sẽ click vào trong đây đúng không đó trong cái MVT đây đúng không server của mình là trên địa chỉ bao nhiêu đây địa chỉ nó là bây giờ chính là nhiêu 88253 đúng không đó 88253 đúng chưa chấm 253 ok cái security mình có là cái IoT đúng không mật khẩu là mình nãy lúc nãy mình làm 77 đúng không ok rồi ha rồi update ok topic vào trong được chả sao đúng không rồi ha bây giờ click đây đúng không đó click vào trong cái biểu tượng switch này đó à, chúng ta chỉ thiết lập khu vực ví dụ mình click vào trong cái dấu này đúng không đã ở đây có sẵn rồi bây giờ mình lấy bộ vậy đúng không mình click vào trong dấu mũi tên xuống này mình tạo một cái khu vực mới đúng không
mình tạo một khu vực gì đây, new dashboard của group đúng không? Ha, mình chọn một cái biểu tượng mới, mình chọn gì đây ha? Ở trong cái dashboard mới này chúng ta chọn một khu vực mới đúng không? Mình chọn gì đây? Dashboard đúng không? Mình chọn vào cái biểu tượng này đúng không? Ok, các bạn chọn cho anh là gì đây? Để coi, tại anh có sẵn, chỉ để anh làm lại nha, chính khỏi nhầm click vào lại ha. Chọn vào trong một cái biểu tượng gì đây ha, mình chọn biểu tượng mới, mình chọn biểu tượng ha, đây cũng là đây đúng không, click vào này đúng không, home đúng chưa, vẫn là home nha. Đặt một biểu tượng mới đi, đặt một cái khu vực tab mới đi ha, đặt tab mới đi, tab này gọi là tab IoT chẳng hạn đúng không, rồi ha, dashboard update đúng không, rồi ha, ở trong ok. Sorry các bạn làm sai, mình chọn tab mới, lúc nãy mình phải chọn là gì, nhầm lại nha, mình chọn new new dashboard đúng không, ok đúng không, rồi mình tích vào dấu này đúng không, mình chọn một cái tab mới đúng không, bấm vô đây mình chọn tab mới này, new tab này, tập tắm là gì, tab là gì đây ha, e tí hấp đúng không, ok rồi ha, add vào đúng chưa, rồi ok. Rồi trong cái cái hấp này chúng ta chọn một, giả sử từ từ bây giờ đúng không, chúng ta mới có tạo một cái một cái dashboard mới đây ha, đó hấp là cái tab thôi đúng không, bấm click đây đúng không, mình chọn một cái tab mới này, hấp đúng không, rồi ha, được rồi, mình tạo một cái dashboard mới đúng không, rồi ha, đây thêm cái app bộ hấp đúng không, trong cái trong cái tab IoT hấp mình tạo cái dashboard mới là gì đây, local one đúng không, đó local một đúng không, 01 đúng không, rồi ok, ví dụ vậy đúng không, mình điểm lo thứ, mình điểm lo thứ nha các bạn ha, điểm lo thứ confirm, mình lo thứ, giờ mình gõ chỉ 192 đúng không, 188 đúng không, 253 đúng chưa, mình chấm sạc UI đúng không, ok, mình chọn đây, chọn một con tab IoT hub đúng không, đó tại vì nó của anh nó bị dính một cái thằng khác đúng không, đúng con, nếu bình thường không có nó ra này thôi, các bạn thấy đâu trong trong tab IoT hub này chúng ta sẽ có một cái local one đúng không, ok, nó sẽ switch một đúng không, mình click đây mình chọn lại đó, đó có gì đây, like one đúng không, ok, like không quan đúng không, quan một đúng không, rồi ha, ok đúng không, mình cầm bay lại các bạn thấy chưa, cầm bay lại rồi ok đúng không, đó tại trong cái file nó có chứa nhiều cái khác đúng không, bây giờ ở đây mình chỉ cần mình, anh không tại vì anh mượn rất với một người khác ha. Đó mình có được một cái like one đúng không, ok, mình thiết kế diện sau, mình thiết kế cái cấu hình đó, cái địa chỉ sau ha, à, tin đúng không, mình sẽ public cái dữ liệu lên này lên đúng không, ok, tới giờ lấy xong đúng không, đó mình có, mình giả sử giờ mình có hai vấn đề đúng không, ok, lại hai đúng không, mình có gì nhiệt độ đúng chưa, giả sử bây giờ mình có hai like đúng không, để thôi mình cấu hình được đi ha các bạn ha, mình có đấy, giả sử bây giờ mình có rồi gì nữa, mình có gì đây, có cái đèn đúng không, mình có biểu đồ nhiệt độ, mình có cái cảm biến đúng chưa, mình kéo nhanh cái gâu đây ha, cái gâu đây mình chọn lên ha, cũng là MVT in đúng không, lấy dữ liệu từ cái server MVT về đúng chưa, đó. Được tên là gì đây, label là hâm thêm đúng không, được tên là thêm luôn, thêm temperature ok đúng không, rồi ha, mình đã cũng trong cái tab này, tab khu vực 2 đúng không, khu vực 1 mình chọn cái tab IoT hub đâu, local one đúng không, rồi im lời thấy chưa, thấy giờ các bạn thấy có thêm một cái tab mới, nó có thêm một cái gì, cái đồ gâu đúng không, ok, mình có nhiệt độ đúng không, độ ẩm đúng chưa, mình có nhiệt độ độ ẩm đúng chưa, thì mình tương tự mình copy thì qua luôn, copy đi mình dán vào nhanh ha, để mình chữa ra gì đây, home mix làm gì đây, ok đó đó rồi ha, thấy chưa, mình có gì là tắt rồi đúng không, đó nhiệt độ độ ẩm đúng không, vậy thì bây giờ mình có muốn biểu đồ vậy, mình có muốn vẽ biểu đồ nhiệt độ độ ẩm đúng không, thì mình lấy thêm một cái kéo cái ô chặt đây ha, đó từ đây mình kéo vào đây đúng không, mình có gì đây, từ chặt kéo vào đúng không, đó kéo ra xuống xíu à, ok, cái gì anh dương đây, mình chọn đúng không, nó là gì, nó là like, mình đặt tên thôi nha, tức cái tên tỷ mình thôi nha, like, xem, ok, ở đây mình chọn là gì đây không,
Mình chọn một đô la chặt đúng không? Rồi, ok. Mình thấy mình có lai chặt chưa? Ok đúng không? Có lai chặt đó. Chưa có lai chặt đúng không? Để coi tại sao chưa có lai chặt. Để coi. Mình có chọn này vô coi vô vậy. Lâu phục quay mới đúng không? Đó, ok. Mình cầm bay lại nó mới có lai chặt của mình đúng không? Ok. Thấy chưa? Lai chặt nó chưa có, tại vì chưa có chữ tiếp, mình chạy chữ mới đen đúng không? Ok, mình copy cái này qua đây được. Ok, mở đây được ha. Hôm tí đi mấy chi chi đúng không? Ok, cũng là đồ ấm đúng không? Rồi là đồ ấm đúng rồi ha. Sau đấy các bạn chọn cái chó nó gì, khu vực một đúng không? Local one, ok rồi, đó là cái chó rồi ha. Khi chúng ta copy thì nó sẽ lấy thuộc tính của thằng cũ á, chúng ta là thôi đôi xíu thôi. Ok rồi ha. Giả sử bây giờ mình muốn có bao nhiêu cảm biến thì mình hiển thị ha. Đó, giả sử bây giờ anh làm một số lượng cảm biến, ví dụ giả sử bây giờ thêm cảm biến khí ga là chẳng hạn đúng không? Thì mình copy này nhanh không? Copy này luôn. Ok. Gas đúng không? Đúng chưa? Thì ra là cũng với cái cảm biến mình cũng gọi là cảm biến là like gas ha. Ok. Họ ví dụ như vậy ha. Mình là cảm biến ám sát đi, like đi ha. Ok. Like sensor. Ok. Rồi ha. Là chặt của Lancer đúng không? Đó, ví dụ ta có khu vực 1 như vậy đúng không? Ok. Đúng không? Bây giờ mình sẽ copy nguyên, mình muốn có khu vực 2 đúng không? Mình copy nguyên cái này cho nhanh nha. Ok. Mình làm cái này đúng không? Rồi. Bây giờ mình muốn chuyển cái khúc này qua sang khu vực 2 đúng không? Ở local 2 đúng không? Click đây. Mình tạo một cái local mới. Không là xuống đúng không? Mình chọn new local đúng chưa? New double local đúng chưa? Đi mới mình chọn gì đây ha? Mình chọn về IoT hub đúng không? Đó mình chọn gì đây? Low nó lâu khổ chu không 02 đúng không? Ok. Đó. Cái này mình xuống mình chọn lâu khổ 02. Đúng chưa? Mình chọn lại hết mấy này về là 02 đó. Đó là cái view đúng không? Ok. Lâu khổ 02 nha. Nhớ chọn người ta. Đúng không? Cái là cơ bản ha. Mình định vị nó ta. Rồi ta build lên nha. Ok, rồi vào lại đây ha. Đó vào đây. Đó ta có giờ giờ ta có hai khu vực đúng không? Bây giờ mình muốn sắp xếp lại đúng chưa? Thì mình vào đâu? Mình vào chỗ đây mình thấy là gì đây ha. Nó có layout, trong phần layout nó có sẵn đúng không? Lỡ chẳng may nó chưa có thì làm sao? Rồi phần view đúng không? Có thể vào view này chọn về dashboard đúng không? Nó không có sẵn đấy chưa? Mình chọn layout nhớ chưa? Mình muốn sắp xếp là gì đây? Trong click vào trong cái khu vực 2 đúng không? 1 2 đúng không? Không phải, mình muốn click vào trong cái chỗ mình là IoT hub đúng không? Mình muốn chọn là gì? Lâu vực mình muốn là hai cái đèn trước đúng không? À, ok. Mình muốn đưa hai cái like lên đúng không? Like một, like hai. Nhìn ra mình thấy là gì không? Mình muốn đưa hai cái đèn lên trên đúng chưa? Rồi cảm biến bên dưới thì mình làm sao? Kéo lên thôi đúng không? Lo của hai đâu? Ở trong cái phần dâm này đã chỉnh được tối sáng tìm mình đúng không? Mình chọn like là mình đắt đúng không? Like này, điểm đôi like cho bạn xem thử nha. Like nó sẽ sáng như này đúng không? Đắt màu tối đúng chưa? Tùy mình mong muốn thôi ha. Đó, mình có thể chỉnh màu ra đúng không? Cái phong này đó, có thể chỉnh này nhiều thứ các bạn thử thêm đúng không? Cái sau đây đó, đó cái tên thì cái gì đó, dạng gì đặt tên gì đấy, IoT hub chẳng hạn, ví dụ tìm mình ha, IoT hub, ok, mình cho layout đúng không? À, default gì đây? Lại một lại hai đúng không? Ok, mình có thể nắm kéo vị trí đó, lên lại mình xem nha, đây á. Lại một lại hai mình dưới này đúng không, mình muốn đẩy anh coi lại một lại hai view coi views chọn dashboard coi view này dashboard ha. View người vào tin nhỉ, không phải và đã mới có thể chỉnh nhiều thứ, các bạn có chỉnh đủ đủ loại ha. Đó, nhiều thứ có tìm hiểu thêm nha. Ok. Confix node ha. Ok, thôi vào chỗ view đi, view này. Chọn về chỗ gì? Dashboard đúng không?
Muốn đưa hai cái lên, mình đưa lên, mình chọn là lên một hai lên cho đúng không, kéo lên ha, kéo lên ha, thấy chưa, lên một lên hai, ok đúng không, đó kéo lên, lên một lên hai đúng chưa, rồi còn ba là mình xem thử nha, đó mình kéo như vậy thì mình sẽ có được ha, đó ha, chúng ta sẽ có được đưa hai đèn đúng không, đưa hai cái đèn lên đúng không, đó đưa hai cái đèn lên. Ok, bây giờ chúng ta sẽ kết nối nó với cái dữ liệu trên server để mình test thử nha. Và các bạn click vào đây, các bạn chọn lên nè, đó còn có cái server đúng không, topic gì đây ha, đèn một thì mình cho là gì, D1, line 1 hạn L1 ha, ok line 1 hạn line 1 đúng không, topic line 1 ha, đó số 2 đi ha, rồi ha, ok topic line 1 mình cho nó cái dữ liệu gì đây, string nha, nó bốc output string nha, output mình cho nó là output string các bạn ha, ok nó không cũng được rồi ha, là hai thì mình chọn topic là gì, line 2 đúng không? Ok. Cái này topic đây, line 1 đúng không? Topic line 2 đúng chưa? Rồi ha. Cũng là bút string đúng không? Đó. Nhiệt độ thì mình topic là gì đây? ND ND1 đúng không? Chọn 0 đi ha. Ok. Cái này là 012, các bạn sẽ tìm hiểu thêm nha. Output string nha. Đó, không. Cái này đó. Cái này mình chưa chọn đúng không? Cái này chỗ line 1 click đang chọn tiếp ha. Đó. Mình chọn topic của mình là gì đây? Output là mình là line 1 không? Ok, line 1 đúng chưa? Đó mình là 0 ha. Phone ha. Đó rồi ok, đợi đi đây, line 2 đúng chưa, line 2 đúng không, không phone luôn ha, rồi ok nhiệt độ đúng không, đó nhiệt độ output string đúng chưa, rồi không luôn nha, rồi ok line đúng không, mình cũng lấy từ đây luôn, ok không sao, độ ẩm đúng không, DA1 ha, không luôn, output string luôn nha, rồi đang nhận đúng không, rồi ha, rồi ha, đây điều độ lắm vậy, like sensor đúng không, sensor một một nha, okay. Không string luôn, rồi từ đó là gì đây, like ba đi ha, ok string lại 4. Topic là topic phải khác nhau nha. Ok. Nhiệt độ 2 đúng không? Output string. Ở đây là gì đây? Độ ẩm 2 là 2 đúng không? Nhiệt độ ẩm không? Light. Sensor. Sensor 2 đúng chưa? Đó. Đúng không? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ run thử không? Đừng lo thì nó có lo, đừng lo ha. Đó, các bạn thấy connect rồi, connect rồi đúng không? Đó, connect rồi đúng không? Ok. Connect đúng không? Bây giờ mình thu lại ha. Mình thu này lại. Mình lưu file lại đi ha. Mình thu lại, mình mở cái phần mềm này lên đây đúng không? Ví dụ đây đúng không? Và mình giả sử bây giờ đúng không? Đây đúng không? Rồi ha. Bây giờ sử bây giờ mình muốn có line 1 gì đây? Mình bấm chữ rao nha, bấm chữ line 1 cho anh, line 1. Bấm số 1 cho anh coi. Ok. Bấm số 1 coi. Lại một số 1 phải lên không? Không có lên không? Không đúng không? Ở trên tòa nó chưa có nói được, con kiểm tra lại coi. Ok lại coi tại sao không được. Ở trong cái chỗ này nha, ở trong cái chỗ line 1 các bạn click đây, các bạn chọn cho anh nha. Ở click vào trong cái ô gì đây? Bắt bao click vào trong cái ô này giao tích nha, đó, rồi ha. Các bạn đừng có mình được, bạn bỏ dấu tích và đặt bỏ dấu tích ô này nha, bỏ bỏ tích ra thì nó hiện ô này đúng không, mình chọn cho các bạn dưới cái ô này switch icon sau style of đó of input ra đó, cái phần payload các bạn chọn cho anh là gì đây, string nha, đó string đúng không, một đó string không nha, ok rồi ok đúng không, tương tự lại hai vậy thôi, các bạn chọn bỏ ra đúng không, chọn anh input này, chọn cái thế này nó mới cập nhật trạng thái được nha các bạn ha, cập nhật thấy giả sử chỉ bật dưới phần cứng các trang truyền lên thì này nó vẫn hiển thị được, mình chọn là string nha, một ok string không ok, chỉ có thằng like như vậy thôi, string một string không ok, like hai đâu, tương tự nha, không ok
String luôn nha, mình cho topic string luôn, chỉnh lại này string hết nha. Ok. String luôn. Mới này mình cho nó string hết luôn nha. Ok. À, rồi luôn lại thứ nha. Ok. Line 1 đúng không? Public. Để anh cập nhật coi. Mình click này nó không chạy ra. Kỳ được coi. Mình thử go giá trị ô gì đây. ND1 ha. Cho nó 20 đi, 22 thôi. Cập nhật không? Đó. DM1 coi. 33 đúng không? Ok đúng không? Độ ẩm mình cho nó gì? 33 chưa? Thấy chưa? Đó, dù có lên đúng không? Cái like lên like cái nhiệt độ nó lên đúng chưa? Những là 44 34 như 31 hiện nó bạn lên like lên ok. Đó. Cái này chưa lên từ từ xử lý sau nha. Đó, ví dụ cái gai cái like sensor đúng không? Like. Mình cho nó là gì đây? Sensor này biết cái đường sensor đúng không? Sensor đúng chưa? 1 cho nó khoảng là gì? 233 333 chứ nhỉ? Lên không? Lên chưa? Lên không? Lên chưa? Ok. 22 đúng không? Lên không? Lên. Ok. Tương tự like 2 lên không? Lên đúng không? Ok. Lên mà đúng không? Đó. Cái DE2 có lên không? 33 được. Thành 7 lên không? Lên. Lên đúng chưa? Đó. Mình cho ND2 lên không? Thấy chưa? Lên đúng không? 1 lên không? Lên đúng không? Đó. Ok luôn, lên hết đúng không? Rồi. Cái like đúng chưa? Đó. Mình giả sử bây giờ chúng ta còn lại cái like với những giá trị này đúng không? Đó. Mình cho các bạn chỉnh lại cái range cho anh nha. Cái ví dụ giá trị ví dụ nhiệt độ đây, bạn chỉnh cái range là gì đây? Min là từ 0 đến 100 nha. Tùy mình lựa chọn thôi. Nhiệt độ mình muốn bao nhiêu thì có thể âm bao nhiêu thì mình đúng không? Ví dụ âm 10 đến âm 20 âm 1. Tùy mình lựa chọn nha, ví dụ anh chọn đây ha. Đó. À, humidity không gọi là gì? 0 đến 100. Ok, ví dụ vậy. À, 100. Tùy mình lựa chọn ha, vấn đề kẻ các bạn ha. Đó. Tùy mình lựa chọn ha. Go này ha, 0 100 đó. Mình thế lựa chọn cái giới hạn ở đây ha, đó là những cái giới hạn màu gì đó, thì mình lựa chọn cài đặt vẫn được ha. Thì anh không hướng dẫn các bạn tự tìm hiểu thêm nha, nó không dễ lắm thôi. Nó có cái ô này đúng không? 100 nữa, ok. Ừ, đúng không? Đồ đâu đúng không? 100 đúng chưa? Thì mình lựa chọn 1.000 được không? Anh xét là không 1.000 đúng không? 1.000 đi ha, rồi. Cầm bài là đúng chưa? Đó. Nó sẽ không có bằng nhờ, nó không có bị lỗi màu đỏ nữa đó. Mình có thể chỉnh những thông số chưa? Đã như vậy là được ok đúng không? Bây giờ mình tại vì bây giờ mình chỉnh cái led. Ủa, tại sao cái led nó không được đúng không? Tại sao click thằng led không được đúng không? Ok. Mình quay lại đây mình chỉnh coi. Quay đây mình chỉnh cho anh coi. Đây ha, bạn click mở rộng coi. Like tại sao không được? Bay lót đúng không? Chỉnh lại string đúng không? Ok. Bay lót đúng không? Chỉnh lại coi. String luôn nha. Lại coi, bay lót chỉnh lại coi. String luôn coi. Bay lót chỉnh lại string coi. Ok rồi, chỉnh lại coi. À, khi mà mình biết là mình thấy nó mọi chuyện rất đơn giản các bạn ha. Ok, thử lại coi. À, ok, live one coi. Live one mình cho nó số 1 coi kìa. Không coi, số 1 coi, lên không? Ủa nó không được ha, mình chỉnh lại coi các bạn. Like 1, like 2 đúng không? Topic like đúng không? Like 1, mình được like 2, vì sao nó chạy được đúng không? Ok. Cái này output là like 3 đúng không? Trời ơi, chết. Thiếu ạ, sau đây các bạn thiếu vậy đúng không? Sao chạy được. Ok, like 4. Mình 4 chọn 0 đúng không? Ok. Mình làm thiếu câu đúng đúng cái thao tác ha. Đó, chạy thôi. Không có khó, rất đơn giản thôi. Tại vì nó cũng rất là basic thôi, mình đừng nghĩ vấn đề nó phức tạp, nó rất đơn giản nha. Rồi. À, run lại thứ nha. Mình thấy nó có để ý nó có dấu connect không? Là có nó server ok đúng không? Rồi run lại coi đây ha. Bấm vào lên không? Thấy chưa? Lại 1 lại 2 lên thấy thấy không? Lại 2 đúng không? Là hai được lại 1 ok, lại 3 ok đúng không? Đó là 3 chưa? Lại 4 ok không? Lại 1 lại 2 thứ ơi, lại 1 lại 2 cho số 1 không rồi coi. Thấy chưa?
Mở chưa? Ô, cập nhật hết chưa? Đó, xong đó. Ok. Tương tự like 3 coi. Không này. 1 này. Nó còn 2 với 4 chưa được tại sao? Coi thử, tại sao 2 với 2 4 chưa được, xem thử lại còn 2 4 đâu. Tại sao mà chưa được? Tại vì chưa chỉnh lại string đúng không? Ok. Hình này ta chưa chỉnh string đúng không? Rồi, ok, string chưa? Rồi lại coi nha các bạn. Topic like 4 đúng không? Chọn là output string chưa? Ok đúng không? Hình này phải chọn là input string nha. Ok. Rồi điểm đổi lại nha, như vậy là chuyển được ra. Chọn lại 3 coi, lại 4 coi. Lại 4 đúng không? Cho nó 1 coi. Ok, không coi. Ok đúng không? Đó, điều khiển coi. Hai lại 4 điều khiển không? Điều khiển chứ được đúng không? Lại 3 lại 2 coi, lại 2 điều khiển được không? Lại 2 là 0 1 chưa được đúng không? Nhưng mà điều khiển chắc được rồi ha. Nhận tín hiệu server được rồi đó. Được chưa? Nhưng mà điều khiển như được đúng không? Coi tại sao là hai đâu? Click vào là hai đúng không? Bay lost string chưa? Ok. Bay lost string đúng không? Rồi. Bay lost string đúng không? Rồi ha. Lại hai đâu? Lại coi ha. Lại 4 đâu à, bút string Ui, nhập lại coi. Ôi, tại sao lại 2 cũng được ta? Lại 1 được nè. Học bạn thay đổi ý, dấu thay đổi đúng không? Đó, lại 1 này vẫn được đúng không? Lại 4 được ta? Tại sao lại 4 được, để coi thử nha. Có tại sao này cũng được, lại không hai này không đúng không? Đó hai của mình nó tại sao vậy thôi. Vô lý nhỉ. À được. Tại sao nó chỉ ở đằng thái không ha? Không là coi thôi. Đấy. Có người đang có lên nhưng mà nó trạng thái không hay không đổi đúng mà không đó. Bạn nhìn này. Bạn nhìn chỗ ô này, click vào là người ta thấy là gì đó đúng không? Nhưng tại sao nó thay đổi, đang coi thôi, kiểm tra lại coi bên này được, tại vì sao một không đúng không, lại này coi string một đúng không, string một không đúng không, lại hai đúng không, những kia gì đó đưa mình coi có đụng cái trường gì ở này không ha, đi coi tư mình có đụng cái gì ở đây không, tại vì cơ bản này giống nhau mà. Bây giờ gửi cho mấy cái người ở đây đúng không, mình nó bẩn dây nhận cái tỷ về đúng không, đó được nhưng mà lấy không được không đó. Ok nó bị lỗi gì đó mà mình không không biết là sao đâu. Ok. Ừ.
Mình thử lại một cái trường mới, cho nó một topic mới đi ha. Thử coi. Cho nó lại mấy? Đây này, lại lại 5 đi. Lại 5 đúng không? Lại 5. Đổi topic coi. Lại 6 đi. 6. 6 đi nha. Ok. Thử coi. Giờ không biết đổi thử sao đúng không? Cái gì cũng kêu gì đó. Ok rồi, luôn lại coi. Thu lại nha. Xấu được không? Ok đó. Ồ, không phải, và không không phải nó bị lỗi à, do nó bị cấu hình thì thôi ha. Và cơ bản như vậy là ok các bạn ha. Đó, như vậy chúng ta đã thiết lập gì đây ha. Như vậy chúng ta đã thiết lập một cái web ha, trên nền tảng Raspberry, sử dụng Raspberry ha. Ok, đó, nó cũng rất là đơn giản ha. Rồi nha. Rồi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn các clip tiếp theo. Xin chào ha. Đó, mở lại cái giao diện bạn xem thử đây đúng không. Đó, mình chỉnh màu tối cho nó dễ nhìn, cho nhìn hấp dẫn nha. Xong chọn về đây, chọn về Dash đúng không. Rồi rồi đó, ok. Đó, giờ đây mình thấy là gì à? Đó, như vậy ta thiết kế xong đúng không, mình có thể chọn rất nhiều ha. Đó, ok đúng không. Đó đây à. Rồi, cho các bạn hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Xin